Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Thứ sáu, ngày 13. Một buổi sáng đẹp trời, Mary bước xuống phố với tâm trạng khoan khoái và vui vẻ. Cô đi đến điểm đón xe buýt để dự một lễ khai trương cửa hàng hoa của bạn cô, Anna. Sắp tới trạm đón xe buýt, Mary đã thấy xung quanh có vài người đứng chờ. Đúng là thứ sáu ngày 13, việc gì cũng đen đủi. Tôi vội đi, rớt cả bóp, lại nhớ lộn bến xe buýt. Quay lại đây thì đã lỡ mất chuyến cần tới. Giờ thì đã muộn hội thảo. Thứ sáu ngày 13 ư? Đúng là đen đủi quá. Tôi đi làm quên khóa cửa, đến khi nhớ ra quay xe lại vội vàng, đụng phải một chiếc xe khác, bị cảnh sát giữ xe mất rồi. Giờ quay lại thì mãi không thấy xe buýt tới. Ồ, thế mà mình không biết, phải cẩn thận mới được. Lên trên xe, lúc đầu cô ngồi hàng ghế trống phía sau, rồi cô lại nghĩ. Nếu vô tình một chiếc xe nào đó mất thắng đâm vào thì người ngồi dưới sẽ vô cùng nguy hiểm. Cô bèn dò dẫm bước lên trên đầu xe. Ngồi trên đầu xe một lát, cô cũng thấy đó không phải là vị trí an toàn. Nếu chẳng may bắt tài xế mất lái hay đụng vào xe nào đó thì những người ngồi trên đầu sẽ bị thương đầu tiên. Cô lại thấy bất an và tìm hàng ghế ở giữa xe. Chiếc xe buýt vẫn lầm lũi đi qua các con phố trong dòng xe cộ đông đúc. Nó vòng qua các con phố lớn, rẽ vào các đường dốc rồi đi qua một số tòa nhà cao ốc đang xây dựng dở dang. Cô gái đang ngồi im bám chặt vào thành ghế bỗng la lớn. Bác tài xế ơi, nhớ tránh xa các công trình xây dựng. Cái cầu tháp có thể rớt xuống bất kỳ lúc nào. Bác tài xế giật mình quay xuống dưới coi chuyện gì xảy ra. Vì thế tay lái bị lệch và chiếc xe va chạm với giải phân cách đường khiến nó chao đảo, suýt lật nghiêng. Mọi người trong xe chao đảo, có người chúi về phía trước, nhiều tiếng la hét thất thanh. Xe phải dừng lại, đập cửa để từng người chui ra. Rất may không ai bị thương cả. Mary cũng thế. Cô không hề hấn gì và cảm thấy thiệt may mắn khi mình đã dự phòng và bám rất chắc. Cô bước xuống xe cùng với một ông cụ. Nếu cô cứ tiếp tục bất an và suy nghĩ về những điều đen đủi, nó sẽ đến rất nhanh đó.